Anh chỉ cách phân biệt nhạc có bản quyền và không có bản quyền được không ạ? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt nhạc có bản quyền với nhạc không bản quyền. Siêu dễ. Đây là câu hỏi bạn Hương đây. Cách đây 14 giờ, anh chỉ em cách phân biệt nhạc có bản quyền và không có bản quyền được không ạ? Được. Nhạc nào cũng có bản quyền các bạn ạ. Cần gì phải phân biệt? Khi mà các bạn sử dụng nhạc ở trên YouTube ấy, thì bài nhạc nào cũng có bản quyền hết. Đa số 99,99% là nhạc đều có bản quyền. Chứ còn khi mà các bạn mới làm YouTube ấy, thì các bạn thường thắc mắc là tại sao mình bị kiện bản quyền ở trên YouTube hoặc là mình không bị kiện. Thì cái đấy là các bạn phân vân thôi, chứ còn khẳng định lại với các bạn là tất cả các bài nhạc đều do một cái người nào đó sáng tác và nó đều có bản quyền. Nhất là những bạn mà hay sử dụng, ví dụ cứ tìm những cái bài nhạc hay hay tiếng Anh hoặc tiếng Việt ấy mà up lên kênh của bạn, sau bắt đầu bạn đưa vào video các thứ ấy, thì bạn sẽ nhận được mấy cái thư kiện bản quyền của người chủ sở hữu hoặc là của YouTube thông báo cho bạn là bạn đã vi phạm bản quyền này nọ. Nên ra là các bài nhạc ấy chủ yếu là đều có bản quyền các bạn nhé. Thế còn cái chủ yếu các bạn quan tâm ấy là các bạn quan tâm cái giấy phép sử dụng, tức là bạn có được sử dụng cái bài nhạc đó hay không, và bạn nếu khi bạn sử dụng thì bạn phải ghi công cho người ta như thế nào, hoặc là bạn phải trả tiền cho người ta như thế nào. Thì cái đấy thì quan trọng hơn, thì các bạn mới làm YouTube thì các bạn nên quan tâm. Mình thì có video hướng dẫn các bạn lấy cái nhạc bản quyền, tức là nhạc không bản quyền từ YouTube. Thực ra nó không phải là nhạc không bản quyền, mà tức là nhạc có bản quyền nhưng YouTube nó cho mình sử dụng để đưa vào trong video hoàn toàn miễn phí, và mình sẽ không phải lo về vấn đề bị kiện cáo bản quyền nữa. Thì các bạn có thể xem lại video đó mình đặt ở đây này. Thế còn mình sẽ chỉ cho các bạn một số cái nhé, một số cái điều về vấn đề nhạc. Ví dụ cái kho nhạc thì các bạn có thể vào đây nhé, vào trong phần YouTube Studio này. Đây, bạn vào cái studio rồi. Thì trong cái studio bạn có cái audio library này nhé. Cái kho này nó rất là nhiều, tại sao các bạn không dùng ấy. Ở đây nó có cả free music, tức là nhạc miễn phí này, sound effect này, đó, tức là có cả tất cả nhiều sound effect các thứ này. Bạn có thể tìm ở đây nó có 728 cái sound effect này, cái còn nhạc đây. Free music này, nó có nhạc đây, nó có track này, tổng cộng nó có hơn 1000 track nhạc này. Thế còn nếu như bạn nào mà làm YouTube được thời gian rồi bạn giàu ấy, thì bạn có thể mua. Bạn có thể mua bản quyền, mua từ các cái trang nhạc này. Ví dụ cái trang epidemicsound.com này cũng được này. Epidemicsound thì mình thấy nhiều người ta quảng cáo ấy, nhưng mà mình thì mình chưa mua. Tại vì mình thấy là bỏ ra đến $10-12 một tháng ấy. Ví dụ ở đây nó có gói personal này, là $12 một tháng và $144 một năm để cho YouTuber các thứ ấy. Thì theo mình thì nó cũng không cần thiết lắm, tại vì mình chủ yếu làm về hướng dẫn phần mềm các thứ, mình không cần dùng nhiều nhạc ấy. Thế còn nếu như mà bạn nào làm video với nhiếc mà bạn muốn là làm vlog với nhiếc nữa, thì bạn muốn là cái video của bạn nó hấp dẫn hơn ấy, thì các bạn nên mua. Ở đây người ta có 35.000 track nhạc này, bạn có thể sử dụng này. 90.000 sound effect này, bạn dùng cho YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch này, rồi các thứ luôn, podcast luôn. Nhưng mà mặc dù vậy thì bạn vẫn có mấy cái bạn không được dùng, ví dụ bạn muốn dùng cho để bán hàng hoặc là dùng cho khách hàng các thứ, dùng cho những cái dự án thương mại hoặc là phim viết các thứ, thì bạn phải mua cái bản quyền cao hơn, ví dụ commercial hoặc là enterprise. Đấy, thì cái này là người ta bán nhạc. Thế còn ví dụ nên lên YouTube ấy, thì vào cái YouTube Studio thì bạn sẽ không cần phải sử dụng, tức là không cần phải mua. Tuy nhiên là cái license này thì nó cũng có hai loại. Một loại là nó yêu cầu là bạn phải ghi công ấy, credit, ghi credit. Thì nếu mà những cái nào mà nó ghi credit ấy, thì các bạn có thể copy cái đó và bạn paste vào phần mô tả của bạn thôi. Thế còn một số bạn thì có thể lên YouTube, ví dụ bạn lên YouTube bạn search cái cụm từ là free, no copyright music. Thì thực ra thì cách này cũng được nhé. Bạn search cái này sau đấy nó sẽ ra những cái người ta đưa cho bạn nhạc dùng miễn phí. Nhưng mà bạn phải chú ý là cái này ấy, thì nó giống như là một cái, giống như mình là người soạn nhạc chẳng hạn nhé, thì mình sẽ đưa lên YouTube, sau đấy mình bảo đấy các bạn có thể sử dụng đi, sử dụng free miễn phí, không cần trả tiền, không cần làm gì cả. Nhưng mà
đến một lúc nào đó mình kiểu không thích nữa thì mình đi kiện bản quyền thôi. Mình sẽ kiện là ông này ông dùng của tôi và sai mục đích thế này thế kia, thì nó rất là nguy hiểm. Bởi vì là khi mà người ta giống như là người ta đưa cho mình cái đồng miễn phí ấy, thế sau ấy mình dùng một thời gian lâu rồi, khi mà người ta nổi tiếng rồi ấy, thì người ta muốn thu lại tiền từ cái đấy, hoặc là người ta muốn bây giờ người ta không thích nữa, người ta không cho miễn phí nữa, thì lúc đấy bắt đầu người ta mới kiện bản quyền mình, thì lúc đấy mình phức tạp mệt. Ví dụ mình có thể vào đây cái audio library này, ở đây người ta ghi này music for content creator nhé, miễn phí chẳng hạn, cũng 4 triệu sub, miễn phí 4 triệu sub, nhưng mà biết mình sẽ kích vào một cái bài nhạc cho bạn xem, ví dụ bài này chẳng hạn, đúng không, tắt này, người ta chạy quảng cáo mà. Ở đây sau bạn kích vào phần mô tả để bạn xem nhé. Ở đây phần mô tả này, người ta nói này, đây free download thì các bạn kích vào đây. Đấy, xong rồi nếu như bạn sử dụng cái track nhạc này thì bạn phải ghi công cho người ta. Bạn copy nguyên cái dòng này này, copy nguyên cái dòng này đưa vào YouTube video, tức là đưa vào cái phần mô tả video của bạn ấy. Nếu như mà bạn muốn là sử dụng cho thương mại thì bạn phải kích vào đây, kích vào cái chỗ này để kiểu gửi liên lạc, các thứ liên lạc với người ta. Đấy, còn bạn không được làm gì, không được làm gì này. Đấy, không được làm gì, không được làm gì. Người ta ghi rất là rõ ở đây rồi nhé. Ví dụ mình kích vào phần download nhé, free download này, mình kích vào đây. Kích vào free download nhưng mà nó cũng chả phải là download ngay đâu. Nó sẽ đưa bạn đến một cái trang website của người ta. Đến một cái website của người ta, sau đấy bắt đầu bạn sẽ kiểu nhìn vào, kích vào các thứ, chọn một cái tùy chọn này, play hoặc download này. Đây, ví dụ mình kích vào free download này chẳng hạn nhé. Đó, thì họ sẽ cho mình tải. Nhưng mà nó còn chưa tải đâu, nó còn bắt mình là phải ghi công ghi kiếp, rồi là phải copy cái phần nào vào ấy. Đây, ấn vào đây, tức là rất là mệt, rất là phiền. Đấy, sau khi bạn kích vào ấy thì người ta yêu cầu là hãy ủng hộ tác giả bằng cách là kích vào Spotify hoặc SoundCloud hoặc Instagram. Ví dụ mình kích thử vào đây nhé. Đó, nó bắt đầu yêu cầu mình là đăng nhập vào cái này connect with Spotify này, xong rồi follow này, tức là đăng nhập vào Spotify rồi theo dõi cái ông này, xong rồi nó bắt đầu mới có thể tải được, tức là mới có thể download được. Nói túm lại ấy, là theo mình ấy thì nó cũng chẳng có cái gì miễn phí đâu, không có cái bữa cơm nào miễn phí đâu. Bạn nếu mà bạn muốn dùng cái gì miễn phí thì tốt nhất là các bạn cứ theo cách của mình ấy là lên YouTube các bạn dùng thôi, vào cái YouTube library ấy. Đây, YouTube library, các bạn vào đây tải thì kiểu gì các bạn tải được. Bởi vì YouTube nó là một cái nền tảng lớn ấy. Nó đưa nhạc cho mình để mình sử dụng, để sau đấy mình tạo video up lên cái nền tảng của nó thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ còn nếu mà các bạn đấy lên ví dụ vào các cái free này, no copyright này của cái ông audio gì đấy, xong rồi bắt tải một đống, rồi bắt đầu mình phải kích vào follow ông ý, rồi là nhập email các thứ này nọ, nhiều bước lắm, nhiều bước phức tạp. Thế còn nếu mà không ấy, thì các bạn có thể mua từ cái trang này. Khi mà bạn mua này thì bạn sẽ có bản quyền để sử dụng. Thế thôi, bạn tải cái track nhạc đấy về, hoặc là bạn đăng ký gói theo tháng, theo năm này, thì bạn cứ hoàn toàn bạn cứ lên đây bạn tìm thôi. Những cái nhạc ở trên cái trang này cũng thế, trang Epidemic Sound này, hoặc Atlist, hoặc là Band Sound, nói chung là nhiều trang lắm. Thì các bạn có thể mua cũng được, mua thì nó xịn hơn nhưng mà tốn tiền. Ok, đấy là mấy cái sơ bộ về nhạc thôi. Còn nếu mà về vấn đề kiện bản quyền ấy, thì các bạn có thể tham khảo cái trang của YouTube này, của Google, các bạn xem thêm. Ví dụ mấy cái trang mà các bạn sử dụng ấy, thường ấy, cái bài nhạc người ta có thể hướng dẫn bạn là tìm các cái bài nhạc mà có cái gán cái nhãn là Creative Commons ấy, thì sau đấy các bạn sử dụng thì các bạn không lo vấn đề bản quyền. Nhưng thực ra thì Creative Commons nó chỉ là cái mà cho phép các bạn tái sử dụng thôi. Nhưng mà tái sử dụng trong trường hợp nào thì các bạn phải đọc. Vậy đọc kỹ cái giấy phép Creative Commons đấy. Ví dụ mình có thể kích vào đây. Trong này nó sẽ có nhiều loại nhé. Creative Commons có thể là tái sử dụng nguyên si, sau đấy phải credit cho người ta, phải ghi công cho người ta. Hoặc là các bạn không được Photoshop, rồi các bạn không được mix lại, không được này nọ ấy. Thì các bạn phải đọc kỹ. Các bạn dùng cái gì bạn phải đọc kỹ. Thế còn về vấn đề bản quyền thì các bạn có thể đọc cái trang support của Google này. Bản quyền là gì? Đây, xong rồi người ta nói cho các bạn mấy cái này. Nhiều bạn hỏi là anh ơi em dùng một tí thôi mấy giây thì có bị bản quyền không? Có. Xong rồi nếu như bạn dùng nhạc, tức là nhạc của người ta ấy, nhưng mà bạn ghi công cho người ta thì liệu có bị đánh bản quyền không? Tức là bị YouTube đánh bản quyền không ấy? Cũng có luôn. Tại vì các bạn dùng thì dùng nhưng nó vẫn là tài sản của người ta cơ mà. Các bạn dùng sau đấy các bạn ghi vào là anh ơi em dùng của anh nhé, em dùng của anh ở đây thì có vấn đề gì anh liên hệ với em nhé. Nói chung là cũng chả tác dụng gì cả.
nó vẫn bị đánh bản quyền thôi. Kể cả là các bạn có ghi vào đấy là cái này tôi sử dụng chơi thôi, không có mục đích thương mại hay là gì cả, thì cũng vẫn bị đánh bản quyền như bình thường. Tại vì bản chất là tất cả các bài nhạc hầu như 99,99% này nó đều có bản quyền, tức là đều do một ai đó sử dụng, một ai đó tạo ra. Ok, video hôm nay trả lời câu hỏi nó chia sẻ ngắn thế thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu như các bạn có thắc mắc gì, các bạn có thể comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.